Vâng, xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại mình đang có mặt ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ đường Phú Hòa. Thì mình sẽ rẽ về bên hướng bên tay trái, hướng về phố ẩm thực thuộc phường 7 thành phố Trà Vinh. Và cái con đường mình đang chạy đó chính là đường Võ Văn Kiệt, một trong những con đường khá là quan trọng của trung tâm thành phố Trà Vinh. Nó sẽ nối liền giữa các cái đường chính hướng tới bệnh viện 700 giường bệnh đang xây và chuẩn bị đi vào hoạt động. Cái còn gọi là đường cây ăn trái với một cái tên khá là quen thuộc và một cái tên mới nổi gần đây, đó chính là quốc lộ 60 mới. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với tất cả mọi người một vị trí mảnh đất cần bán. Trong cái mảnh đất này thì nó gồm có 5 nền. Mỗi một nền như vậy nó dao động là khoảng từ 1 tỷ cho tới gần 1 tỷ 3. Đó, những ai muốn mua và muốn sở hữu những cái nền đất tại nơi đây thì cứ việc liên hệ ngay số hotline để nhận ngay giá tốt. Đó chính là 0909840707, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu về giá cả cũng như nhận quảng cáo cầm cố ký gửi nhà đất Trà Vinh với lãi suất vô cùng hấp dẫn. Clip ngày hôm nay thì là cái clip sóng cho nên mọi người có hơi ồn thì mọi người thông cảm nha. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video clip review những ngôi nhà cần bán và những vị trí mảnh đất cần bán sẽ xuất hiện sớm nhất có thể để cho mọi người đầu tư. Đường này là đường 19 tháng 5. Đó, hay còn gọi là đường Hàng Me. Còn cái con đường mình đang chạy, một lần nữa mình xin nhắc lại, đây là đường Võ Văn Kiệt. Xung quanh đây thì có rất là nhiều quán mọc lên, hoặc là cơ sở như là ngay chỗ Bích Ngoan bán vật dụng nội thất và những cái vật dụng khác, trang trí đồ, vật liệu xây dựng đồ vân vân, rất là nhiều quán cà phê nữa ha. Con đường này thì cái giá của nó khá là cao nha mọi người. Và hiện tại thì mình sẽ chạy qua ngay chỗ cái cây cầu này. Vừa qua khỏi cây cầu thì chúng ta sẽ bắt gặp được một cái đường rẽ bên hướng bên tay trái. Con đường đó chính là đường phố ẩm thực. Nơi đây thì các hoạt động ăn uống vào ban đêm rất là đông, có rất là nhiều quán, quán nhậu nè, quán cà phê nè, quán vân vân, rất là nhiều. Thì cái đất mà mình cần bán á, nó sẽ nằm sát một bên phố ẩm thực luôn, chỉ đi ra vài bước thôi là tới được phố ẩm thực rồi. Đây là cái phố ẩm thực ha. Đây là đường phố ẩm thực. Đất của mình bán thì nó sẽ nằm ở bên cái nhánh nhựa bên tay trái này, kế bên công ty Mai Ninh. Đây, chúng ta sẽ rẽ vào cái con đường đó là sẽ tới được vị trí mảnh đất cần bán. Đây, chúng ta sẽ rẽ vào đây nha. Rẽ vào cái nhánh nhựa này là sẽ tới được những mảnh đất cần bán rồi. Trong đây thì có những ngôi biệt thự nè, nhà lầu nè, rất là nhiều. Đây, đất cần bán là ở phía trước mặt tất cả mọi người. Chiều dài của nó là được 36m. Từ đây đo lên đây là 36m. Mỗi một nền như vậy là ngang 7, ngang 7, ngang 7 và nền cuối cùng là nó là ngang khoảng 6. Và cái giá của mỗi từng nền như thế này để mình sẽ cập nhật cho mọi người luôn. Đây là những cái nền mình cần bán nha. Có những nền thì đã bán rồi. Ví dụ như cái nền hai mặt tiền. Nền hai mặt tiền thì từ đây đo qua ngang 7m là đã bán rồi. Cái nền sát bên luôn cũng đã bán rồi. Còn lại mấy cái nền ở trong là ngang, nó sẽ là ngang 5 dài 26 và ngang 7 dài 26. Đó, còn lại là khoảng 3 nền ngang 7 dài 26 và một nền ngang 5 dài 26 chưa có chủ nhân. Những ai muốn mua và muốn sở hữu vị trí mảnh đất thuộc phường 7 thành phố Trà Vinh thì cứ việc liên hệ ngay số hotline là 0909840707. Có rất là nhiều nhà mọc lên. Một hồi nữa mình sẽ từ đây mình chạy thẳng về phía trước, rẽ về bên hướng bên tay trái, chạy ra phố ẩm thực cho mọi người xem luôn. Đó. Thì từ đây đi ra đường Võ Văn Kiệt là khoảng 50m.
một vị trí mảnh đất khá là ok ha. Đất này thuộc phường 7 thành phố Trà Vinh. Đó, cái nền hai mặt tiền thì mình đã bán rồi. Ngang 7 dài 26. Đó, nền hai mặt tiền đã bán rồi, còn lại những cái nền phía trong thôi. Ngang 7 dài 26, ngang 5 dài 26 là cái nền cuối cùng. Nền cuối cùng là ngang 5 dài 26 thì cái giá nó sẽ rẻ hơn. Đó, cái nền ở dưới là khoảng 1 tỷ. Đó, trên dưới 1 tỷ thôi. Còn những cái nền ngang 7 thì nó khoảng 1 tỷ 270 triệu. Đất này là đất lúa nha, bao chuyển thổ. À, bao chuyển thổ có nghĩa là người mua sẽ bỏ tiền ra chuyển thổ, người bán người ta sẽ chuyển thổ cư lên giùm. Đó. À, nó cách bệnh viện 700 giường bệnh đang xây khoảng 900 m. Nó cách phố ẩm thực khoảng 50 m. À, từ đây đi ra là tới phố ẩm thực rồi. Và nó cách trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng 500 m. À, những ai cảm thấy mà đầu tư ok, hợp lý thì cứ việc liên hệ ngay số hotline để chốt trực tiếp cùng với chính chủ. Bây giờ mình sẽ từ đây chạy ra ngoài phố ẩm thực cho mọi người xem. Vâng, và những ai đang có đất cần bán hoặc là có nhà cần bán lâu năm chưa bán được thì hãy liên hệ với mình. À, nên nhớ bán nhà, bán đất hãy cho cái giá cần bán chứ đừng có đưa ra cái giá ảo. Khi mà mọi người đưa ra cái giá ảo á, cái giá nó cao quá thì người ta sẽ không dám trả giá. À, người ta không trả giá được thì người ta sẽ không có mua được. Đó, những vị trí mảnh đất này đây, mỗi một nền có 1 tỷ 2 mấy thôi. Nó rất là dễ bán mọi người. Tại vì mặt tiền nhựa nữa nè, thấy không? Nó gần trung tâm. Có những vị trí mảnh đất nó xa trung tâm mà mọi người kêu tới 2-3 tỷ thì nó rất là khó bán. Đó, thì một lần nữa mình xin nhắc lại. Đất này thuộc phường 7 thành phố Trà Vinh, cách phố ẩm thực khoảng 100 m đi, mình trừ hao tối đa luôn. Và cách trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng 500 m. À, cách đường Võ Văn Kiệt khoảng 50 m. À, loại đất là đất lúa, bao chuyển thổ. À, còn lại là khoảng 3 nền. Là ngang 5 dài 26, ngang 7 dài 26 thì còn lại khoảng được 2 nền. Đó, giá là từ trên dưới 1 tỷ đối với cái nền ngang 5 m. Và khoảng 1 tỷ 2 cho tới 1 tỷ 3 đối với cái nền là ngang 7 m dài 26. Rồi bây giờ mình xin mời mọi người chạy đi đường này luôn, chạy ra tới ngoài phố ẩm thực luôn. Và nhớ số hotline thì luôn luôn lúc nào cũng phục vụ tất cả mọi người nha. 0909840707. Đó. Đây là cái nền ngang 5 m đây. À, vị trí mình đất khá là đẹp ha. Rồi giờ chúng ta chạy tới. Chạy tới là quẹo ra cái là tới được phố ẩm thực rồi. Rồi chúc cho mọi người có thật là nhiều sức khỏe, công ăn việc làm thật là ổn định, để chúng ta cùng nhau đầu tư đất đai. Vì đầu tư đất đai là đầu tư cho tương lai. Và đầu tư cho tương lai thì luôn luôn lúc nào cũng có lợi và có lợi mà thôi. Đó. Rồi, ở đây là phố ẩm thực nha. Đó, đất hồi nãy mình bán là loại đất là đất lúa. Rồi, đã tới được phố ẩm thực. Thì bây giờ mình xin nhắc lại diện tích của từng mảnh đất hồi nãy là còn lại là khoảng 2 nền ngang 7 m và 3 nền. À, 1 nền ngang 5 m. Giá của cái nền ngang 5 m là trên dưới 1 tỷ. À, khoảng 900 mấy chục triệu á. Còn cái nền ngang 7 m á thì cái giá của nó là 1 tỷ 270 triệu. À, giá là từ một nhẹ ra lên một nhẹ tờ. À, đây là phố ẩm thực. Đất hồi nãy là và nhắc lại số hotline là 0909840707. Và những ai chưa đăng ký kênh thì xin mời mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video clip review những ngôi nhà cần bán và những vị trí mảnh đất cần bán sẽ xuất hiện sớm nhất có thể để cho mọi người đầu tư.
Vâng, xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo.